Các bóng hồng xinh đẹp trong lễ hội cosplay đỉnh đám thế giới. su Công 2020, vừa, được tổ, chức, tại Harbor, Maryland Mỹ là một trong những lễ hội cosplay lớn nhất hành tinh. Thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tụ hội. Bộ đôi quá phụ đen, và Daredevil, một cô gái đẹp như tiên giáng trần với làn da trắng sứ như tuyết. Cosplay nữ thần Persephone trong thần thoại Hy Lạp. Nhan sắc búp bê kiểu diễm khả ái của cô thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự lễ hội cosplay Kasu 2020. Bộ váy rất cầu kỳ. Nhiều bạn trẻ hóa thân thành cô hầu bàn Nhật Bản. Hai mỹ nhân tai thỏ khoe dáng gợi cảm. Rất nhiều nhân vật anime được tái hiện trong lễ hội cosplay lần này. Một cô gái xinh như công chúa bước ra từ cổ tích. Một cô gái hóa thân thành Anna trong nữ hoàng băng giá Frozen 2. Nàng Esmeralda vô cùng quyến rũ của tác phẩm Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà, đây là dịp để các tín đồ mê cosplay thỏa sức trổ tài sáng tạo. Rất nhiều cô gái cosplay thủy thủ mặt trăng. Nếu cách đọc của tôi không, được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.